Hơn 10 ngày qua, ngoài việc tích cực phối hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát COVID-19 tại cửa ngõ ra vào thành phố, các trạm cảnh sát giao thông cửa ô trên địa bàn thành phố còn chủ động bố trí lực lượng tuần tra lưu động để giám sát, theo dõi, xử lý các phương tiện cố tình trả khách sai quy định. Đây là một trong những giải pháp để ngăn chặn tình trạng nhiều hành khách cố tình trốn trạm kiểm soát dịch tại các tuyến đường tránh. Là đơn vị được phân công quản lý tuyến đường tránh Nam Hải Vân và tuyến quốc lộ 14B đi qua địa bàn thành phố, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn tích cực tăng cường tuần tra kiểm soát và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống xăng dầu dọc tuyến đường tránh Nam Hải Vân và tuyến quốc lộ 14B ký cam kết theo dõi số lượng người lên xuống các xe khách, xe tải, xe ô tô, cũng như không để các xe trả khách tại vị trí mình quản lý. Bên công ty và nhà xe cũng chấp hành là chở 20 người, là giãn cách nhau trong xe là 2 mét. Bên cạnh một số nhà xe chấp hành nghiêm quy định, thì khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng trả khách ven tuyến đường tránh Nam Hầm Hải Vân lại tái diễn. Nhiều người tiếp tục đi dọc theo quốc lộ, chờ đợi người đón để đi vào thành phố. Còn đây là hình ảnh người dân từ các tỉnh phía Bắc vào Đà Nẵng làm việc, tìm cách theo đường mòn lối mở vào thành phố nhằm trốn khai báo y tế được tổ tuần lưu trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn đưa về chốt kiểm dịch. Thì đối với lại các cái phương tiện mà qua địa bàn thành phố Đà Nẵng mà không chấp hành cái việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, trả khách không đúng nơi quy định, thì lực lượng cảnh sát giao thông xử lý và yêu cầu là các đối tượng và người phải lên xe và đi ra khỏi vùng dịch. Từ ngày 28 tháng 5 đến nay, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn kiểm tra gần 500 ô tô, xe tải dừng đổ dọc hai tuyến đường trên, qua đó nhắc nhở gần 450 trường hợp về công tác phòng chống dịch, lập biên bản xử lý 24 phương tiện trả khách không đúng nơi quy định, đồng thời mời gần 300 trường hợp vào điểm chốt để thực hiện các biện pháp khai báo y tế theo quy định. Cơ quan cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân là nếu mà từ những địa phương khác có nhu cầu về thành phố Đà Nẵng thì nên thành khẩn đến khai báo tại các chốt kiểm dịch để được sự hướng dẫn ưu việt nhất của ngành y tế cũng như các cơ quan chức năng. Đêm hay ngày, nắng hay mưa, tại hầu khắp các chốt cửa ngõ, đường mòn, lối mở ra vào thành phố, công an các cấp tiếp tục căng mình tuần tra trên các cung đường để đảm bảo cho sự bình yên của thành phố.